Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin ngắn thể thao của đài truyền hình VTV. Tôi là biên tập viên Yến Ngọc. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Mở đầu cho chương trình là bản tin thể thao thế giới. Với trận đấu tối hôm qua được rất nhiều người quan tâm và chú ý, đó chính là trận đá bóng giữa đội tuyển Manchester United và Manchester City với tỷ số 1-0 nhưng về đội tuyển Manchester United. Và tiếp theo xin mời quý vị chuyển về với bản tin thể thao trong nước. Sắp tới sẽ có một trận đấu bóng đá của đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Nhật Bản được rất nhiều người quan tâm và chú ý cũng như mong muốn rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng để đi tiếp trong vòng loại U23 thế giới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.